Khó buồn xuống nhất là thân tình Thứ này khó lắm Phải thật sự thực hiện Thật sự mong liễu sanh thoát tử Thoát tam giới trong một đời này Thì phải bắt đầu từ đâu Trước hết phải nhạt bớt thân tình Nhạt bớt chẳng phải là bất hiếu với cha mẹ Nếu bất hiếu thì quý vị đã phạm lỗi mất rồi Quý vị phải thật sự thực hiện đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Tuy thi hành nhưng lại chẳng chấp trước Tâm địa thanh tịnh Chẳng nhiễm mấy trần Bên ngoài thực hiện vô cùng chu đáo Đó là gì? Bên ngoài thực hiện vô cùng chu đáo Nhằm phổ độ chúng sanh Nêu gương tốt nhất cho người thế gian Bên trong thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần Đấy là nâng cao linh tánh của chính quý vị Mỗi ngày đều tương ứng với thế giới cực lạc Tương ứng với A-di-đà Phật Quý vị thấy Pháp xuất thế gian và Pháp thế gian có cùng một thể Ta xử sự, sự đãi người tiếp vật, sinh sống, làm lượng chẳng khác gì cả khác. Nhưng đối với người thế gian mà nói, thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hoàn toàn tùy thuận pháp tánh. Điều này trọng yếu. Luân lý, đạo đức đều do tánh đức tự nhiên lưu lộ nếu quý vị chấp tướng chấp tướng sẽ phải tu thiện đoạn ác tu thiện chẳng chấp tướng sẽ thành phật thành bồ tát tuy chẳng chấp tướng nhưng trọn chẳng lìa tướng Mọi người mỗi ngày đều xem tivi Hãy nghĩ tới tỷ dụ của tôi Đối với màn hình quỳnh quang Và sắc tướng hiện trong ấy Quý vị thường nghĩ đến điều ấy Chúng có lìa hay không? Chẳng lìa chẳng tức Màn hình là thật vĩnh viễn chẳng đổi Nhưng tướng cảnh giới trong ấy Tức là tướng được hiện ra Sẽ biến đổi trong từng sát na Chẳng ngừng dứt Tốc độ biến đổi nhanh như thế nào Mọi người đều có kiến thức thông thường này Chúng ta hình dung nó biến đổi trong từng sát na Chẳng phải là từng giây một Nó biến quá trong từng phần trăm giây Một phần ngàn giây một phần dạng dây nhưng vũ trụ là tướng được hiện giống như hình ảnh hiện ra trên màn hình tốc độ nhanh như thế nào di lạc bồ tát cho chúng ta biết trong một giây biến quá bao nhiêu lần một ngàn hai trăm tám mươi triệu lần Nguyên văn trong kinh điển là Trong một cái khảy ngón tay Có 32 ức Trăm ngàn niệm Trong một cái khẩy ngón tay có bao nhiêu? 32 ức trăm ngàn niệm Trăm ngàn là 10 dạng 32 ức nhân với 10 dạng là 320 triệu Trong một khẩy ngón tay có 320 triệu Chúng ta khảy ngón tay thì trong một giây có thể khảy bốn lần. Tôi tin có người còn khảy ngón tay nhanh hơn tôi. Khảy tới năm lần sẽ là một ngàn sáu trăm triệu. Trong một giây. Chứ không phải là một phần dạng hay một phần mười dạng giây. Chẳng phải. Biến hóa ở trong ấy Cứ một niệm là một tướng được hiện Niệm trước vừa diệt, niệm sau lại sanh Do vậy chúng ta thấy những hiện tượng này thật sự là gì? Là tương tự tương tục tướng Chúng chẳng phải là thật sự liên tục mà là tương tự liên tục Chúng biến hóa Nghe theo ai chỉ huy Trong kinh, Đức Phật đã dạy hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm tưởng chỉ quy chúng. Tâm tưởng thiện thì các tướng được hiện sẽ là lành. Tâm tưởng ác, tướng được hiện là ác. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Chúng ta mong bản thân tướng mạo đẹp đẽ thân thể khỏe mạnh quý vị nghĩ đến điều lành cho nhiều bèn đạt được bởi lẽ tâm thái quyết định tướng mạo và sức khỏe của chúng ta tâm thái chứ chẳng phải thứ gì khác hoàn cảnh sống của chúng ta Tốt hay xấu Cũng tùy thuộc vào tâm thái Nếu mỗi cá nhân trong các cư dân trên địa cầu Đều nghĩ tới thập thiện nghiệp đạo Địa cầu này sẽ chẳng khác gì thế giới cực lạc Vì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Vì sao Tây Phương cực lạc thế giới tốt đẹp như vậy? Toàn là những người thượng thiện nhóm hợp một chỗ cư dân bên đó nghĩ tưởng những điều thượng thiện nói những lời thượng thiện làm những chuyện thượng thiện nguyên nhân là như vậy đó hiện thời địa cầu của chúng ta rắc rối quá hiện nay chẳng nói đến tai nạn cũng không được tai nạn nhiều quá